Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là phần loa ngoài, loa nghe nhạc của Samsung Galaxy Note S được gắn chết trên xương của máy này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa ngoài của Samsung Note S, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn đúng là đúng không, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn. Chúng tôi luôn có sẵn loa ngoài của Note S thế mới vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng có thể liên hệ 024-66-75099 hoặc truy cập vào website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại Di động Cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn quý vị các bạn. Một lần nữa, Di động Cấp .vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã được triển khai tại Di động Cấp .vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa Samsung Galaxy Note S hàng đầu Việt Nam.